Rồi, chúng ta đi tiếp thủ thuật mới của lock cái này mình nha. Thì em chia sẻ với cái này mấy cái đường link này, em sẽ tập hợp những cái code và những cái lock ha. Chúng ta có thể thay đổi hoặc chúng ta có thể tùy chọn. Cái này em gõ cái dòng link này ha. Và chúng ta sẽ vào cái mục là thêm lock tuyển chọn này. Trong đây là em tổng hợp hết nha. Đó, những cái code lock này kia là em sưu tầm hay là em nghiên cứu là em đã để trong đây hết nha. Các anh em có thể vào chúng ta xem tải về nghiên cứu thêm nha. Rồi, hôm nay em nghiên cứu thêm một cái khoản khác, cái khoản mới và em chia sẻ luôn với các anh em á, là chúng ta chèn những cái slide slide ảnh á, tùy theo cái lock của chúng ta mà cái slide nó khác nhau các anh em mình nha, tùy vào cái dạng lock chúng ta đang có. Em ví dụ cái slide ảnh của em là đây là cái slide bài viết như thế này, các anh em nhìn thấy nó chuyển động đó, chuyển ảnh như thế ha. Đấy, nó chuyển như vậy thì chúng ta có thể chèn thêm hoặc là tạo ra nhiều cái nó giống nhau. À, thường á, thì các anh em thấy nó nằm mặc định ở cái phần chủ trang chủ trên này. Bây giờ em muốn chuyển cho nó qua đây và cái khung nó nhỏ hơn để cho nó chạy những cái phần nhỏ chẳng hạn thì nó như thế nào, thì trước tiên chúng ta muốn biết á, chúng ta phải xác định được cái chùm code của nó không, cái bộ code của slide này nó nằm ở đâu, thì các anh em vào cái mục chủ đề của chúng ta. Rồi, chúng ta vào mục chủ đề ha, đăng nhập vào lock và chúng ta vào mục chủ đề, chúng ta vào cái phần chỉnh sửa HTML. Cái đơn giản nhất á, là khi mà chúng ta tạo một cái văn bản mới hoàn toàn, cái lock mới hoàn toàn á, thì người ta thường người ta cái nội dung người ta ở đây người ta sẽ có cái nội dung, cái tên, cái chữ hoặc là cái hình gì đó, các anh em dựa trên những cái nội dung, cái chữ, cái hình này để chúng ta tìm. Em ví dụ đi ha, tại vì em tìm sao cho nó dễ nhất, nó dễ nhất á, là nó không có bị trùng các anh em mình nha, nó không có bị trùng cái phần cái dấu tiếng Việt, thành ra là trong code này chúng ta tìm những cái từ khóa nào mà nó không có dấu VHD, WinVHD chẳng hạn. Đó, chúng ta tìm cái từ khóa nào mà nó không có dấu thì nó sẽ ra chính xác hơn các anh chị em mình nha. Đấy, em ví dụ cái này, đây. Em tìm một cái, một là nó ra nguyên cái phần slide này các anh chị em thấy không? Đấy, mấy cái bộ phận này là nó là thuộc về cái chùm code này. Đó, thì chúng ta tiến hành chúng ta lựa từ coi xem nó bắt đầu từ đâu. Chúng ta xem nè, kéo lên từ từ nè, chúng ta sẽ thấy được cái phần có chính nó bắt đầu từ đâu. Đây, cái phần slide edit here nè, đó nghĩa là ta slide chỉnh sửa ở đây. Đấy, thì nó nằm trên cái phần này luôn. Đó, nó nằm lên trên cái phần này luôn các chị em mình nha. Cái phần này là cái nội dung người ta ghi chú nè, đấy. Đấy, thì chúng ta cũng có thể lấy luôn cũng được. Đó, chúng ta bắt đầu từ đó chúng ta lấy xuống ha. Đấy, chúng ta xem coi nó kết thúc và tới đâu. Đây, end nè. Đó, người ta cũng ghi chú rất là rõ, thì các chị em có thể gõ ha mũi mũi tên nè, dấu bé hơn ha, chấm than và gạch gạch nè, nó rồi chúng ta ghi chú giống như người ta như vậy. Rồi chúng ta copy cái phần này, chúng ta dán vào một cái văn bản ha. Em ví dụ đi, văn bản mới hoàn toàn cho nó dễ đi ha. Thường chúng ta nên thao tác với TT thì nó rất là tiện, chúng ta mở phóng lớn lên hết hết màn hình ha, rồi chúng ta dán dán cái code, bộ code này. Sau khi dán xong á, thì chúng ta chỉnh sửa những cái phần như sau. Bây giờ làm sao để chúng ta thu nhỏ cái bộ code này ha, làm sao chúng ta thu nhỏ cái bộ code này cho nó vừa với cái khung bên này đấy. Mà trước khi làm cái phần này em sẽ nhân đôi cái này trước cho các anh chị em mình thấy nè. Em ví dụ em sao chép nè ha, rồi xuống cái dòng đây các em sao chép một cái thêm, có nghĩa là tạo thêm một cái slide nữa đây, khoảng cách xa xa gì cho chúng ta ấy cho nó đừng có bị trùng, chúng ta dễ phân biệt được ha. Rồi khi các anh chị quen á, chúng ta có thể là để khít hoặc là ghi chú như thế nào á, là chúng ta sẽ biết ngay. Thì ở đây hiện tại các anh chị em thấy nó highlight thôi đúng không, bây giờ em defix lại là nó sẽ hiện ra ba slide ảnh nha. Đó, chúng ta sẽ thấy ba slide ảnh nó chạy đấy, thấy chưa. Còn cái nội dung, cái đường link, cái văn bản á nè, thì cái phần này nãy em copy nè, đấy cái nội dung nè, cái đường link ảnh nè, đây đây là cái đường link ảnh nè, chúng ta chọn từ sau cái dấu nháy này nha, dấu một nháy này nè, đó dấu một nháy này nè, chúng ta cho nó nằm gọn trong cái phần này, là cái này nó đại diện cho cái ảnh nền ha, còn cái đây là cái chiều dài và chiều rộng của cái ảnh, đây là 700 nè ha, 700, còn cái kia đâu rồi, cái kia là 400 hay bao nhiêu đâu rồi em thấy ta, ở đây là 700, đây nè, đây nè, đấy chiều cao nè, ở kia chiều rộng đó, chiều cao là 400, chiều rộng là 700 đấy. Thì cái đây là cái code, cái code, cái video hoặc là cái đường link nào các anh chị em có thể
chèn vào ha. Ở đây là cái nội dung văn bản thì chúng ta sửa mấy cái này đó là nó sẽ hiển thị trên cái kia là nó sẽ hiển thị ra ha, tùy vào cái slide ảnh mà những cái code này nó có sẽ thay đổi một tí anh chị em mình nha. Rồi bây giờ em á, cho muốn cho cái khung á, bây giờ chúng ta đã làm tạo thêm được slide mới là được 3 slide rồi, cái phần này chúng ta không có liên liên kết tiếp ha, chúng ta qua cái phần bên đây. Ví dụ em cho nó hụt cái khung này thì sao, làm sao mà cho nó vừa được cái khung này, thì chúng ta phải có một cái cách xác định. Cách xác định như sau, thì các anh chị em lấy cái phần mềm chụp ảnh á, thì chúng ta click vào cái phần chụp mà theo theo ý chúng ta nè. Đây chúng ta cho nó nằm gọn dưới cái khung này, có nghĩa là chúng ta cho nó nhỏ hơn cái khung này xíu nha. Đấy, để cho nó nằm gọn trong đây á thì chúng ta phải cho nó nhỏ hơn xíu. Đây, kéo qua tới đây đó, thì tới đây các anh chị em cũng thấy kích thước này không, 422 nhân 356 đó. Thì khi chúng ta kéo như thế này là chúng ta biết được cái kích cỡ nè. Đây, hoặc ở đây nó có thông số nè ha. Đấy, 423 nhân 357, thì từ đây chúng ta chỉnh cái code lại 423 nhân 357 423 357, đây 357 357 cái kia là 423. Đấy, thì từ đó thì các anh chị em mình chỉnh y như vậy luôn nha, 423 357. À, ví dụ chỉnh hết đi rồi em dừng cái đoạn này nha, cái này chỉnh nó giống nhau mà. Rồi sau khi mà em chỉnh hết ha, đều hết và đúng hết cái độ cao, chiều cao và chiều rộng rồi, thì em tiến hành em copy hết cái phần code này ha, em tạo một cái HTML JavaScript để chúng ta lưu lưu vào cái phần này, hoặc là chúng ta xem cái mục ở đây là mục gì, mục test VGS nè. À, rồi chúng ta vào đây chúng ta xem, chúng ta chỉnh các anh chị em nha, chúng ta tiến hành qua cái phần bố cục, chuyển qua bố cục các anh chị em nha. Đó, nãy là chủ đề, giờ chúng ta chuyển qua bố cục test VGS đúng không, thì chúng ta nhìn ở đây nè cái tên menu ha, cái nào chúng ta thấy nó thì chúng ta click vào các anh chị em mình nha. Đây tiện ích văn bản, ở đây mình coi coi nó là có cái cho phép mình nhập code hay không. Giờ nếu mình nhập code thì ở đây thì nó sẽ hiển thị cái gì, nó hiển thị văn bản thì nó sẽ không có đúng. Bây giờ mình chuyển cái này cho nó thành cái chuyển cái vị trí này nè, có nghĩa là cho nó thành một cái xóa cái này đi, cái này nó thuộc về văn bản nó không quan trọng. Đấy thì chúng ta cho cái phần vị trí nó nằm ở đây nha, nằm ở trong cái phần này là cái phần nào ta, cái phần slide nè, size bar top nè ha, chúng ta thêm nó tiện ích ở đây và cho cái HTML JavaScript nè. Trong cái phần nội dung thì chúng ta paste giống như cái code mà cái menu ha, menu trang chủ mà bây giờ trước em chia sẻ đó, chúng ta lưu cái phần này. Rồi, chúng ta lưu phần này rồi chúng ta chọn cho nó xuống như này coi như thế nào nha. Rồi, em ví dụ đi, để ở đây đi ha. Rồi chúng ta lưu nè, đó, lưu. Lưu xong rồi chúng ta qua kiểm tra F5 hoặc là tải lại để chúng ta xem coi nó thay đổi như thế nào các anh chị em mình nha. Rồi, chúng ta qua lock nè. Chúng ta coi cái bên này nó sẽ hiển thị ngay cái khung nào. Đây đây, chờ đang hồi hộp và chờ đợi đây các anh chị em thấy không, đó nó đã nằm trong cái khung nhỏ này, thấy chưa, để em coi coi slide này nó có chuyển không nha, đó nó vẫn di chuyển các anh chị em nha. Đấy, đúng không, các anh chị em có thể xóa bớt những cái nào, ví dụ văn bản là nó hiển thị dày quá nó không thấy ảnh đó, thì chúng ta xóa bớt cái ảnh đi. Đây em ví dụ thôi, đây cái JavaScript nãy nè, đây. À, cái nào nó cái này không quan trọng, cái này nó chỉ là cái ví dụ cho chúng ta biết thôi. Cái văn bản nào nó nhiều quá thì các anh chị em có thể xóa bớt nha, thì chúng ta ở đây thì nó nhỏ quá khó thao tác thì chúng ta nên mở cái văn bản test chúng ta thao tác cho nó dễ, cái này là cái ví dụ thôi, chúng ta có thể xóa nè. Rồi ở đây thì chúng ta thấy cái văn bản nào, đây em ví dụ hay cái những cái văn bản này nó hiển thị dư thừa quá chẳng hạn, thì chúng ta có thể xóa để cho chúng ta nhìn thấy chỉ cần thấy cái nền ảnh thôi. À, thấy cái nền ảnh thôi. Cái phần này để em dừng nha, em xóa chữ thôi, em cho thấy cái nền ảnh thôi nha. Rồi em xóa hết tất cả các chữ rồi, bây giờ em copy nguyên cái phần code này em đã chỉnh nè, em copy qua y lại cái phần code bên đây nè ha, em control na rồi em xóa để cho các anh chị em thấy được là cái sự thay đổi thôi, chứ thực chất mình control a control v là nó ghi đè, nó đè lên rồi ha. Rồi chúng ta save qua test kiểm tra nè. Bây giờ chúng ta chỉ thấy ảnh thôi, không còn thấy chữ nữa, thành ra nó không có bị khuất, nó không bị khuất cái ảnh của chúng ta, tại vì trên cái ảnh thì chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh và chúng ta cái ghi cái những cái thông tin về cái nội dung của cái mà người ta muốn đề cập tới cũng được ha. Rồi bây giờ em fix này nha, em fix coi cái phần này ở đây nó thay đổi như thế nào nha.
thì chúng ta sẽ thấy đây, chỉ thấy ảnh thôi, các anh em thấy không? Đấy. Thì tùy vào cái code chúng ta chỉnh cũng như cái nền như thế nào cho nó phù hợp hơn các chị em mình nha. Đấy, để chúng ta nhìn cho nó đẹp, có nghĩa là cái nền như này nè, nó làm sao nó màu trắng luôn chẳng hạn. Màu trắng như cái này luôn thì chúng ta chỉ thấy được cái phần ảnh này thôi thì nó sẽ đẹp hơn ha. Thì tùy vào chúng ta thiết kế nha. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy ảnh nè, đó những cái ảnh mà em có ghi cái văn bản rồi nội dung như thế đó, các anh chị em mình nhìn chúng ta cũng biết được cái nội dung. Ví dụ chúng ta muốn click vào đi, đây ví dụ cái này đi ha, chúng ta click vào chẳng hạn thì chúng ta sẽ liên kết được cái trang của chúng ta ha. Tại vì cái link hồi nãy, cái link ảnh là nó có liên kết với cái trang nào đó, trang web nào đó hoặc video nào đó, thì khi chúng ta click vào nó sẽ liên kết qua luôn các anh chị mình nha. Rồi tương tự như vậy thì có những cái mà các anh chị em làm những cái like khác thì nó cũng sẽ có khác xíu xíu thôi, nhưng mà ở đây chúng ta phải tùy biến như vậy nha. Rồi em xin dừng video tại đây. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã theo dõi và quan tâm video của em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em.